phút thiêng liêng nhất cuộc đời người con gái là lúc được người đại trượng phu mình yêu thương yêu dẫn lên lễ đường trao nhẫn cưới, để hai người chính thức về phổ biến một nhà. Vậy mà ở cái khoảnh khắc tưởng như tình yêu đã cán đích rồi mà vẫn còn có những chuyện xảy ra khiến người trong cuộc phải bàng hoàng. Đó là tình tiết cam go trong câu chuyện của một cô dâu hụt vừa trải qua những giây phút căng thẳng, uất hận nhất cuộc đời. Tháo bỏ giấy cưới xuống, gạt nước mắt, cô tâm sự trên nhóm kín. Đúng là có chết em cũng không thể tưởng tượng được đời em lại đi tới bước đường này mọi người à. Ngày hôm qua, em vẫn còn nghĩ mình là cô gái may mắn khi được cùng mối tình đầu của mình tổ chức đám cưới sau gần 4 năm hẹn hò. Ấy vậy mà, giấy cưới vừa khoác lên người, nhẫn chưa kịp đeo tay em đã phải khóc cạn nước mắt ra đi hôn lễ. Đúng là ở đời biết người, biết mặt mà chẳng biết lòng cắt chế à. Em với hắn yêu nhau tính tới nay cũng gần 4 năm. Hắn là mối tình đầu của em, yêu nhau từ năm cuối đại học. Tốt nghiệp ra trường hai đứa dắt nhau về xin gia đình cho cưới. Bố mẹ hắn thánh thiện lành, tính cũng cẩn thận. Họ đi xem thấy em với hắn hợp tuổi nên thúc tiến cưới xin nhanh lắm. Tháng trước bố mẹ hắn lịch sự nhà em vỉ tay người lớn, tháng sau được ngày cưới luôn. Bài chia sẻ của cô dâu thường may mắn đang lôi cuốn sự xem xét của đông đảo cư dân mạng. Hắn cũng chiều em, giấy cưới đặt kiến thiết riêng, ảnh cưới đưa nhau vào tận Đà Nẵng chụp. Nói phổ biến, người ngoài nhìn vào ai cũng gật gù bảo em số sướng. Mà chính xác, tại thời điểm đó em cũng thấy mình hạnh phúc, may mắn thật. Đọc đến đây, đúng là đa phần cư dân mạng đều nghĩ cô gái này may mắn. Còn gì tuyệt hơn khi thiếu nữ lấy được đúng người đại trượng phu mình yêu. Thế nhưng, khi đọc những dòng chia sẻ tiếp theo của cô thì quả là bất thần. Đợi mãi ngày cưới cũng tới. Sáng em dậy sớm trang điểm, xúng xính diện giấy cô dâu. Hắn ở bên nhà cưới gọi điện nhắn tin bảo em chụp gửi cho hắn ảnh trước để xem cô dâu của hắn nay xinh cỡ nào. Mọi cảm xúc lúc đó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ ngọt ngào, hạnh phúc mọi người à. Đám cưới được tổ chức ở nhà hàng. Đúng giờ cử hành hôn lễ, hắn diện bộ vest bảnh bao do chính tay em chọn đứng hớn hở đợi cô dâu bước ra lễ đường. Vậy mà giờ quà tới, cô dâu còn chưa kịp bước chân theo tiếng nhạc thì ngay phía sau đã có một thiếu nữ khác diện giấy trắng tinh, tay bắt qua thẳng tiến đi vào. Nhìn cô ấy lộng lẫy chẳng khác gì cô dâu, khiến cả hội hôn phải quay lại nhìn. Tới đây, hội chị em dường như nín thở trước sự hiện ra của hero mặt đẹp như cô dâu ấy. Tất cả đều thắc mắc không biết cô ấy là ai mà lại chọn trang phục nhấn chìm hero chính như vậy. Lập cô dâu giải đáp thắc mắc. Lúc nhìn cô gái đó, em cũng sửng sốt không biết là ai. Song đứng trên hôn trường, vừa thấy cô ấy hiện ra, hắn lập tức tái mặt. Dù không đứng cạnh nhưng em vẫn cảm chiếm được sự quảng hồn của hắn. Cô gái kia quay lịch sự nhìn em, buông tiếng mỉm cười nhạt rồi đi thẳng về phía hắn chỉ tay, anh hẹn tôi cuối năm sẽ kết hôn, vậy mà giờ lại tổ chức cưới hỏi linh đình với người khác thế này à. Ảnh minh họ. Cô ta vừa xong lời, cả hội hôn ô lên một tiếng rồi tất cả im lặng quan sát tiếp. Em thì đứng quá đá tại chỗ. Hắn thấy vậy vội vàng chạy xuống kéo tay cô gái kia ra. Nhưng đâu có được, cô ấy hất ngược tay hắn vừa mỉm cười vừa bảo, sao, anh quảng hồn bị mọi người biết rõ bộ mặt đẻo cán, sở khanh của anh hả? Chắc anh không ngờ rằng tôi lại biết ngày cưới của anh phải không? Cứ thế cô ta vừa nói vừa gào vào mặt hắn. Thì ra trong lúc yêu em hắn đã ăn nằm với cô ta như thê thiếp chồng. Hắn còn hứa hẹn sẽ cưới người ta. Biết hắn lấy thê thiếp, cô ta liền liền mặc giấy cô dâu tới phá đám là như thế. Em quỵ ngay tại chỗ, mẹ hắn sốc cũng gục luôn xuống bàn. Nhân viên bình yên thì nháo nhào lôi cô ta ra trong tiếng gào thét của kẻ bị phản bội. Bố mẹ hai bên đất xỉu lên đất xỉu xuống, thực khách người lắc đầu người mỉm cười cợt. Bố đẻ em phẫn nộ quá lên tát thẳng cánh vào mặt con rể rồi dắt con gái về. Vậy là đám cưới quà của em tăng tành thành mây khói. Ngay hôm ấy hắn lịch sự nhà quỳ gối khẩn khoản em cùng gia đình tha thứ nhưng em nhất quyết lắc đầu. Thà ở vậy còn hơn sống với nhân loại tệ bạc ấy mọi người à. Câu chuyện của cô gái khép lại cùng tiếng thở dài của đông đảo người theo dõi. Họ chia buồn với cô, rồi động viên bảo còn may là cô vẫn rút chân ra kịp khỏi cuộc hôn nhân được mùa gian xảo ấy. Tuy buồn thật, đau thật nhưng còn cơ hội làm lại cuộc đời. Còn gã đại trượng phu kia, sớm muộn cũng phải nhận quả báo cho lối sống tệ bạc, gian xảo của hắn.